chúng ta có hai loại phẫu thuật cắt tỉa thôi, một loại là cắt tỉa búi, một loại là cắt tỉa dầu. Phẫu thuật longo đấy thì nhiều bác sĩ ta nghĩ là nó thuộc nhóm cắt tỉa dầu, thực chất nó là không phải tỉa búi, cũng không phải cắt tỉa dầu, nó là nó có phương pháp đặc hiệu của longo, tôi sẽ nói sau nha. Nó tóm lại bạn nhớ trong đầu là gì, là cái tỉa nó còn ở dưới dạng từng búi thì chúng ta cắt tỉa búi, còn nếu tỉa nó liên kết thành cái dầu thì chúng ta cắt tỉa dầu nha. Thế nào là cắt tỉa búi, có bao nhiêu phương pháp cắt tỉa búi thì bạn đọc sách có rất nhiều phương pháp nha. Ferguson, Sen, Mạc, Milligan, Morgan, tên tác giả Anh, tên tác giả bên Mỹ rất là nhiều nha. Từ cái thời lúc mà mới bắt đầu triển khai mổ trĩ đó thì mỗi một cái tác giả lại ta lại đề ra phương pháp mới nha, và lấy tên mình, cho nên là trường phái Anh thì lấy tên của Anh, trường phái Mỹ lấy tên của Mỹ, cái Sen Mạc là của Anh, Milligan, Morgan là của Mỹ nha. Nhưng tụi trung lại là cái gì, nghĩa là chúng ta chỉ xử lý cái mổ trĩ đó thôi nha. Thì giờ chúng ta tưởng tượng cái ống hậu môn là một ống hình trụ. Giờ tôi sẽ xẻ cái ống hậu môn, sẽ dọc á để mở cái hậu môn ra cho các bạn dễ tưởng tượng, thì nó thành cái hình chữ nhật, đúng chưa? Đây. Đúng chưa? Hình chữ nhật này tôi vẽ một cái đường chính giữa tượng trưng cho cái đường lượt. Đúng không? Phía dưới cái đường lượt là biểu mô lắc tầng không sinh hóa. Phía trên đường lượt là niêm mạc, niêm dưới là biểu mô, tên là niêm, biểu mô lắc tầng tên là niêm, một lớp dưới là nhiều lớp nha. Thì cái hình tôi vẽ một hình một bú trĩ thôi, nó làm vậy vẽ về là trĩ hỗn hợp hay là trĩ nội hay trĩ ngoại? Trĩ hỗn hợp, nó dắt ngang qua đường lượt, nó có hai phần, phần nội ở trên, phần ngoại ở dưới, không được chưa? Thì cái trĩ này bản chất nó là gì, là những cái búi tĩnh mạch nó bị giãn ra và nó đội cái niêm mạc hoặc là cái biểu mô của hậu môn lên thành cái khối của phòng, tôi gọi là trĩ nha. Thì nguyên tắc là gì, nguyên tắc là cắt trĩ là ta chỉ cắt cái búi này nha. Thì có hai phương pháp chính thôi, một phương pháp là gì, là người ta cắt, người ta chừa lại cái niêm mạc, cái phần cái lớp phủ lên trên, nhưng mà cái trên biểu mô ở dưới người ta sẽ khâu cái lớp cái bề mặt lại, cái là ta xẻ cái lớp bề mặt ra, lớp biểu mô ra, lớp niêm mạc ra, người ta sẽ cắt cái búi trĩ bên trong, người ta sẽ khâu lại cái lớp biểu mô đấy, đúng chưa? Ta gọi là cắt trĩ búi mà không chính, cắt trĩ búi không chính, thì đó là phương pháp đại diện, đó là Ferguson. Tại sao ta phải khâu lại cái lớp biểu mô? Tại vì ta quan niệm rằng sao khi mà chúng ta cắt xong cái búi trĩ này, ta để cái vùng ống hậu môn trần bên dưới có lớp cơ, là vùng trần bên dưới, thì bệnh nhân cảm giác sau mổ nhưng sẽ khó chịu lắm. Bệnh nhân mỗi lần đi cầu cảm giác khó chịu, không có thoải mái, không hài lòng, cho nên người ta khâu cái niêm mạc lại để tái tạo lại, để phục hồi lại cảm giác nguyên thủy của cái thiếu hụt hormone, đúng được chưa? Nhưng đối với trường hợp búi trĩ nó quá to hoặc là nhiều búi nó gần với nhau, thì khi chúng ta khâu như thế, nó sẽ có nguy cơ là gì, sẽ hẹp hormone nha. Cái thứ nhì là gì, người ta cắt cả búi trĩ và cắt cả lớp bề mặt luôn, nó như cắt cả búi trĩ và cắt cả lớp bề mặt nó luôn, để cái vùng trần này lại, cái vùng trần này lại. Trên nguyên tắc là gì, cái vùng trần này nó sẽ lằn, là cái lớp biểu mô hai bên bề mặt nó sẽ bò lại và nó hàng lại nhau. Đại diện cho anh này, ta thường biết là sen mạc là tên của một cái bệnh viện ở Anh Quốc nha. Còn ở bên Mỹ thì gọi là Milligan, một gan, nhớ chưa? Vậy có hai phương pháp thôi, cắt trĩ để hở, cắt trĩ búi để hở và cắt trĩ búi không chính nha. Để hở hay không chính là tùy vào cái lựa chọn của phẫu thuật viên. Nhưng anh để hở thì anh có cái lợi của để hở, không chính có cái lợi của không chính. Mỗi một phương pháp nó có những cái ưu điểm và khuyết điểm riêng, nắm được không? Rồi nhớ trong đầu, đừng quên hết những cái tên nhân từ riêng đi nha. Sau này các bạn đặt ra phương pháp cắt tỉa mới nữa là cắt tỉa Trần Văn A, Nguyễn Thị B, nhưng mà nhớ trong đầu chỉ có hai phương pháp thôi: cắt từng búi và khâu chính, và cắt từng búi và để hở, nắm được chưa? Rồi còn thế nào là cắt tỉa dầu, khi mà tỉa nó liên kết với nhau thành dầu. Dạ, đây hình này
thì cũng là ông hormone bên đường lượng nha, nó liên kết với nhau vậy. Gần như nó liên kết với nhau nha. Đấy, chúng ta thấy đây là hình là ba búi trĩ nha, ba búi trĩ là nó gần như nó liên kết thành dòng rồi, một búi đây, hai búi đây, ba búi, nắm được chưa? Là người ta cắt trĩ dòng, cắt trĩ dòng thì có hai phương pháp cắt trĩ. Hồi xưa là phương pháp đầu tiên mà tác giả ông Whitehead ông đề ra là cắt hết cả cái, nói chung là cắt hết cả cái lớp bề mặt của ống hồng môn, cắt cả hết cái này, cắt hết cái này luôn, và ta ổng em cái niêm mạc trực tràng phía trên đây ổng khâu với cái lớp da rìu hậu môn, thì ổng hy sinh luôn cả cái trĩ và cả cái lớp bề mặt của hậu môn này, nên ổng đem niêm mạc trực tràng phía trên đây ổng khâu với cái rìu hậu môn phía dưới, nên gọi là phương pháp quay hết. Phương pháp này lúc mới đầu, lúc bắt đầu triển khai, nhiều trường hợp bệnh nhân phải truyền máu trong lúc mổ, chảy máu rất nhiều. Và cái hậu quả của phương pháp này là gì, là gì? Không, cắt trĩ là chỉ cắt bề mặt thôi, không đụng chạm đến cơ vòng hết. Cắt cơ, cắt mà phạm cơ vòng, coi như là bác sĩ đó đeo dao. Đây chỉ cắt lớp bề mặt, còn lớp cơ vòng bên dưới còn nguyên. Cắt trĩ và phạm cơ vòng là coi như sao nguyên tắc cắt trĩ. Nắm được chưa? Nắm được không? Thì hậu quả là gì? Hậu quả là khi anh khâu cái niêm mạc trực tràng ở trên vào cái rìa hậu môn ở dưới, như là anh lôi cái phần niêm xuống dưới phần da bên dưới, thì bệnh nhân sẽ không có tình trạng là hậu môn ướt của Whitehead. Hậu môn ướt của Whitehead là hậu môn máu ướt, là do cái ông, do phương pháp Whitehead này nó gây ra, chứ không phải là hậu môn của Whitehead nó bị ướt. Không được chưa? Nghĩa là phương pháp này nó gây ra hậu quả là hậu môn ướt. Nghĩa là sao? Khi người ta ngồi xuống thì sao? Cái da nó sẽ bị chằn ra, đúng chưa? Lúc đó cái niêm mạc ở phía trong nó sẽ bị kéo ra, nó kéo ra sẽ làm cho, mà niêm mạc thì sao, nó luôn xích nhầy. Cho nên những người nào sau mổ Whitehead đó thì thường thường ta lúc nào cũng có phản ứng gì hết và rất là hôi, đó là cái bất tiện. Nha, tuy nhiên một thời gian sau nó sẽ cân bằng lại, có nghĩa là gì? Cân bằng là sao? Là cái niêm nó sẽ rút lên và cái da nó sẽ bò lên cho đến trở lại trạng thái của đường lượng, vị trí đường lượng là vị trí trung gian thì sẽ hết. Nhưng có một số trường hợp là sao nó không cân bằng, nghĩa là niêm nó vẫn có tồn tại ở cái phần rìa hậu môn và làm cho bệnh nhân rất là khổ sở như thế. Nha, và từ cái Whitehead đấy, từ cái hạn chế đấy, người ta có cái nguy quay hết là tình này. Rồi từ cái hậu môn quay hết đấy thì ông Quy ông cải tiến lại, ông không cắt hết cả một cái nguyên cái dòng này, nguyên cả lớp bề mặt này, mà ông chừa lại ba cái cầu da niêm, thì làm cắt đây xong, cắt hết đây, mà ông chừa lại cầu da niêm ở đây, chừa lại cầu da niêm ở đây, nắm được chưa? Như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái sự cân bằng giữa da và niêm nó xảy ra sớm hơn. Còn ngoài hết ông cắt hết, ông lôi niêm mạc từ trên xuống dưới thì cái sự cân bằng đó đôi khi nó không xảy ra. Còn ông bươi thì sao? Ông cắt nhưng ông chừa lại ba cái cầu da niêm. Cầu da là gì? Là còn những cái chỗ nối giữa phần da bên dưới và phần niêm bên trên, ông giữ lại. Chính những cầu da niêm đấy là nó tạo thế cân bằng giữa da và niêm. Thế cân bằng cái da niêm là gì? Là cái vị trí đường lượng đấy. Nắm được không? Đó là chỗ cân bằng giữa da và niêm là đường lượng. Vì vậy ông Quy thì sẽ ông không có cái hiện tượng của Whitehead, không có hiện tượng hậu môn ướt của phương pháp Whitehead. Nắm được không? Rồi, ở trong thời gian gần đây người ta đề xuất ra phương pháp mổ trĩ bằng máy bấm. Thực chất đây là không phải là cắt thủ trĩ, mà thực chất nó chỉ là một cái động tác để khâu treo cái niêm mạc trực tràng. Nắm được không? Nghĩa là người ta sẽ